Lionel Messi cho biết anh sẽ chơi trong trận cuối cùng của mùa giải khi Inter Miami làm khách tại Salad vào thứ Bảy, mặc dù câu lạc bộ chưa xác nhận đó là kế hoạch. Siêu sao 36 tuổi cũng bác bỏ tin đồn thi đấu theo dạng cho mượn vào tháng riêng. Messi không thể chơi trận sân nhà cuối cùng trong mùa giải MLS của Inter Miami gặp Salad vào tối thứ Tư, vì đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển ra sân vào thứ Ba và ghi hai bàn giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trên sân Peru ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, siêu sao 36 tuổi bày tỏ mong muốn được chơi một lần nữa cho Inter Miami trước khi mùa giải MLS đầu tiên của anh kết thúc. Điều đó có nghĩa là anh dự định chơi ở Salad vào thứ Bảy mặc dù trận đấu đó sẽ diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Messi nhấn mạnh, tôi sẽ chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải. Messi đã ghi 11 bàn sau 13 trận với Inter Miami mùa này. Đội thắng 8 và 1 thua 4 khi anh thi đấu với 7 trong số các trận đấu đó đã giúp đội giành được chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử La Liga. Anh cũng đã xuất hiện trong 5 trận MLS và một trận bán kết US Open Cup. Nhưng một chấn thương ở chân đã khiến mùa giải của anh bị chệch hướng và về cơ bản đã chấm dứt cơ hội cạnh tranh của Inter Miami. Không có Messi, Inter Miami thắng 1 hòa 3 thua 2, kết quả khiến họ bị loại khỏi vòng playoff MLS và thua US Open Cup. Thật đáng tiếc, chúng tôi đã đến rất gần, Messi chia sẻ. Tôi đã bỏ lỡ vài trận đấu gần đây, chúng tôi gặp một số chấn thương. Tháng 7 rất khó khăn với chúng tôi chơi 3 ngày một lần, chúng tôi phải di chuyển nhiều. Nhưng chúng tôi đã vô địch một giải đấu trong mùa này. Điều này rất quan trọng đối với câu lạc bộ và những gì sắp diễn ra trong năm tới. Huấn luyện viên Gerardo Tata Martino cho biết vào đầu tuần này rằng có khả năng Messi có thể thi đấu vào thứ Bảy và đội sẽ đánh giá tình trạng thể chất của anh khi anh trở lại Miami sau trận đấu vòng loại với Argentina. Thông tin này tạo động lực lớn cho doanh thu bán vé khi Salad đã bán được hơn 60.000 vé tại sân vận động 74.000 chỗ ngồi của họ cho trận đấu hôm thứ Bảy, The Salad Observer đưa tin. Thông tin Lionel Messi thi đấu vào thứ Bảy đã tạo động lực lớn cho doanh thu bán vé. Messi nhiều khả năng sẽ lần thứ 8 đoạt giải thưởng quả bóng vàng tại Paris vào ngày 30 tháng 10. Nhưng trong lần trả lời phỏng vấn tại Peru, khi được hỏi liệu có cân nhắc chơi cho một câu lạc bộ khác vào tháng 12 hay không, Messi nhấn mạnh, không. Tôi sẽ tập luyện, sẽ chơi trận đấu sắp tới cho câu lạc bộ và tôi sẽ cố gắng trở lại đội tuyển quốc gia theo cách tốt nhất có thể trong tháng 11. Sau đó, tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ở Argentina. Lần đầu tiên tôi có được nhiều ngày nghỉ hơn vào tháng 12, với những ngày nghỉ lễ, với sự bình an, với những người thân của mình. Vào tháng riêng, tôi sẽ trở lại để chuẩn bị cho mùa giải. Hãy bắt đầu lại từ đầu và chuẩn bị tốt nhất có thể như mọi khi. Messi cũng được cho là sẽ ra sân trong màu áo Inter Miami vào đầu tháng 11, khi đội này thi đấu 2 trận giao hữu tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Inter Miami du đấu nước ngoài.